Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Đây là những cây bông trang một cốt nha cả nhà. Anh này là lá xoắn. Lá xoắn vàng. Lá xoắn vàng, lá xoắn cam có đủ hết nha cả nhà. Đây, cái này là lá xoắn màu cam. Còn bên đây là trang lá hẹ nha cả nhà. Trang lá hẹ, trang kim một cốt. Lộn xộn hết. Chuẩn một cốt hết nha cả nhà. Mấy cái gốc trong này một cốt đẹp quá nè cả nhà ơi. Trời ơi, đỏ đỏ trời. Nó trang thái đỏ chứ cũng còn rất là đẹp nha cả nhà. Ở đây là mấy cây con lá trùng còn nhỏ. Rồi bên đây là lá xoắn tiếp tục nha cả nhà. Lá xoắn màu vàng một cốt. Cái anh này là màu cam. Đi một vòng bên đây cho cả nhà xem. Đủ hết các loại. Một cốt. Con anh này là tím sen. Tím sen một cốt. Đủ hết các loại nha cả nhà. Cả nhà mua loại nào cứ inbox bên em. Nhà vườn rất là rẻ luôn. Anh này là vàng nghệ, một cốt vàng nghệ à. Cả nhà mua chậu ở ngay cái phút hoặc là dây thứ mấy trong cái clip này thì cả nhà cứ dừng cái màn hình ngay đó và cả nhà chụp màn hình inbox Zalo gửi qua cho em thì em sẽ gửi đúng cây đó cho cả nhà. Anh này là vàng lá xoắn à. Ở đây là nhà vườn rất là rẻ luôn nha cả nhà. Một cây là em cũng ship luôn ạ. Bây giờ đã là 6 giờ rồi cho nên hơi tối. Đây, gốc tím sen này cũng rất là đẹp luôn. Này, cái dáng của cây tím sen lá nhỏ trang thái nhưng mà rất đẹp nha. Nhà xem cái dáng của cây. Còn anh này là màu cam, màu cà rốt á. Thì một năm về trước em bán những cái mặt hàng thái mà màu đỏ, màu cà rốt, màu vàng nghệ
dưới màu tím sen, màu hồng phấn rất là chảy luôn. Mà năm 2021 á, thì thị trường lại quay sang mấy cái loại dòng lá lớn đó cả nhà. Nhưng mà cái dòng lá nhỏ này vẫn không bao giờ là lạc hậu. Cả nhà cứ nuôi thẳng cái cốt thẳng thì sẽ có giá trị mãi. Tại vì nhiều công trình á, người ta cần cái cốt bự với cái tán á, thành trồng công trình hoặc là trồng mà uống những con thú á. Thành ra là cả nhà cứ yên tâm tiếp tục sưu tầm những cái dòng mà trang thái lá nhỏ, nhưng mà mình chọn những cái màu mà dễ chơi á thì sẽ không bao giờ là lạc hậu. Này, như cái chậu tím sen này cả nhà xem nè, ảnh một cốt thẳng đứng, cái tán ảnh tròn xòe ra, cái bông ảnh tươi rối à. Hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều rồi mà em quay cái bông cái màu tươi à, màu rất là tươi luôn. Bên đây là mấy cái trang thái đỏ cũng một cốt. Ồ, anh này là cả nhà xem cái cốt nè, một cốt một cái tán của anh nè. Anh này thì đang chuẩn bị nở bông, anh rộ nụ rồi. Trang vàng nghệ nè cả nhà ơi, vàng nghệ mà ảnh lên sọc nhẹ nhẹ nè, cả nhà xem đấy, cái cánh ảnh có sọc nhẹ nhẹ đó. Cái này là vàng nghệ mà em quay gần cũng giống giống mỹ vàng, cái màu vàng nghệ này gì giống mỹ vàng lắm, mỹ vàng nghệ á. Đấy, cái chậu vàng nghệ đó cả nhà. Đây, này vàng nghệ luôn, màu rất là tươi, một cốt. Cái này là lá xoắn, lá xoắn, lá xoắn nha cả nhà. Rồi, đi xuống đây em sẽ quay cho cả nhà xem trang trắng. Trang trắng một cốt làm bonsai là tuyệt vời luôn. Đây, một cốt. Bên đây cũng một cốt này cả nhà. Chuẩn. Cả nhà ưng cây ở phút thứ mấy thì cả nhà chụp cái màn hình và inbox cho em nha. Em sẽ gửi đúng cây đó cho cả nhà. Cái gốc của ảnh cái rễ uống rất là đẹp. Cái này là màu hồng phấn, một cốt màu hồng phấn. Đây, bên đây mấy cây trắng này đang gộ bông mà. Đây, cả nhà xem cái cây này nè, ảnh thoát thân lên, thoát thân một cốt. Cái này dáng cũng rất là đẹp luôn, cái bộ rễ của ảnh nè, một cốt thoát thân. Để em quay xéo xéo cho cả nhà xem nè. Đó, một cốt hết nha cả nhà. Đây, một cốt. Cả nhà làm bonsai mini rất là đẹp luôn nha. Này, sưu tầm cái dòng trang trắng này á thì inbox em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0911 643 600. Rồi, tiếp bên đây là mấy anh vàng nghệ Thái.
có trang lá trái tim luôn nha cả nhà. Giá rất là mềm và rẻ. Đây, trang lá trái tim, trang lá xoắn màu cam đây ạ, một cốt.